Chào Văn Trương Phan. Đang ở dưới quê có nghe rõ không mọi người? Đang ở dưới quê, ở đây đường vô Tà Lú hả? Đường vô Tà Lú, dưới quê rất là vui. Hôm nay mình đón một cậu em mà xin giới thiệu đây, tôi là Đế Quốc Mỹ. Anh chàng này là phát xít giật, phát xít giật. Nói chào chung là có nghĩa là anh chàng này là Việt Kiều Nhật mới về chiều hôm qua. Cho nên là hôm nay có một cái buổi live, nó cũng có nhiều cái rất là vui. Sau khi mà nói chuyện với cậu em thì mới hiểu được cái đời sống bên Nhật, cái tập tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Nhật. Ồ, rất là hay. Mà nó cũng có nhiều rất cái sự đáng sợ mà những người không qua Nhật mà hay nói bốc phét. Với lại hay thường thường những cái đám mà coi như là họ không hiểu gì về nước Nhật á, thì hôm nay sẵn có thằng em mình kêu nó trình bày cho các anh nghe chơi ha. Đó, không dám. Gì đâu không dám. À, mày xích vô, xích vô. Nói chuyện chơi thôi chứ không dám về cái vấn đề văn hóa với là không thì cái gì mà sâu xa lắm. Đúng, đồng ý anh đồng ý điều đó. Có nghĩa là ở trong cái văn hóa của Nhật nó có những cái gì mà cảm thấy hay hoặc là dở hay là cái gì đó, thì em sống mình quá lâu rồi em biết là, ví dụ như là nãy giờ em nói anh có vấn đề cách sự cư xử, rồi cách ăn uống, rồi cách giao tiếp, rồi cách vấn đề coi như là xả rác này kia, cái nguyên tắc mà của nó, ý thức cộng đồng rất là cao, nhưng mà trong cái cao của nó cũng có nhiều cái khắc nghiệt, ví dụ vậy. Anh giống như có bao giờ ghi người ta đi trốn về Việt Nam mà đủ mà người ta vì cái vì rác mà người ta trốn về Việt Nam không? Đồ nghe nó quá chiêu. Ok thì chào bác Lê Văn. Trời ơi, thằng quỷ lâu quá mà không chịu lên mình chơi với anh. Đây. Chú em này nói thì mọi người nghe rõ không? Em là tên Tuấn, Việt Kiều bên Nhật, mới về chiều hôm qua anh đi rước. Thì sẵn đây bữa nay cũng giới thiệu cho mọi người luôn. Thì ở đây thì mình cũng không phải là mình đi trước hay là người nhà, nhưng mà mình giao lưu trước với lại các anh, các bạn ở trên Facebook cho biết để thế nào. Từ hồi xưa đến giờ thì cuộc sống của Mỹ thì mình hình như đã nói khá nhiều rồi, nhưng mà bên Nhật thì chưa. Có nghĩa là tại vì mình không biết mình Nhật thì mình không dám nói. Cho nên là bữa nay có chú em này, chú có thể nói là vấn đề. Mày đeo đi, tao hỏi mày. Mày đeo. Mày nói cho nó rõ phải không? Dạ. Ok. Ngày quá, lên đầu live stream. Là cái gì? Em chào tất cả các cô, các bác. Rồi, ok. Thì phải hỏi em thì đã bao nhiêu năm thì nãy anh mới nói vậy đó. Có nghĩa là cái cuộc sống mà cái sự nghiêm túc của cái... của người Nhật á, đối với cái anh này đầu tiên là nó người Nhật có kỳ thị không? Dạ có chứ. Họ kỳ thị người nước ngoài luôn, cả toàn bộ cả châu Âu, châu Mỹ gì cũng cần biết. Người nước ngoài là vô là họ xem bằng cái con mắt khác. Tại vì cái tinh thần dân tộc họ Nhật họ cao. Họ cao với là cái kỷ luật của họ á. Nhiều khi người mình nước ngoài mình không hiểu được với cái ngôn ngữ của họ cũng khó lắm. Ba cái chữ mà cái gì thì hình cũng khó, nên là họ nghĩ là người nước ngoài không có khó, cái văn hóa của họ khó đáp ứng được, nên họ đối xử mình theo một cách khác, nó dài dặt hơn. Vậy là họ giữ khoảng cách, giữa họ mình có một khoảng cách, không có thân thiện, nó không không phải như bên Mỹ, nó thoải mái. Em nghĩ như vậy, có thể là nó kỳ thị nhưng mà bất chợt lúc nào thôi. Còn cái này là nghe nói người Nhật là kỳ thị ra mặt luôn, có thể là họ không giao tiếp với mình luôn, hoặc là họ tránh xa mình luôn. Đó là vậy. Okay. Nhưng mà một khi mà họ hiểu mình rồi á, là người Nhật họ thân thiện hơn. Thì đúng rồi. Thân thiện hơn người Mỹ nữa, em nghĩ là họ hiểu rồi là nó tệ hơn. Họ đối với mình bằng cái mặt nghi ngờ, và nghi ngại, có nghĩa là họ lúc nào họ cũng đặt một cái câu hỏi gì đó này vậy đó. Rồi ok, em hiểu. Rồi đó là thứ nhất, thứ hai nữa là anh cũng nói là họ có một cái tinh thần tự giác rất là cao, kỷ luật cao, cái điều đó đúng. Và tao buồn cười nhất là mày kể cái chuyện mà ví dụ mà đi đổ rác, mày kể được đi đổ những cái gì đổ đổ rác ở nước Nhật nhà rác cũng không phải là chuyện đơn giản thôi. Dạ, đúng rồi. Ở đó em kể thử. Em ở Nhật là 10 năm rồi mà cái cách đổ rác em chưa biết được hết.
đồng ý, nhưng mà ý muốn là cái người đổ rác, cái gì mà mình là người nhà em xài rác thì phải như phân loại như thế nào nào, rồi em nói thời gian khắc nghiệt là giờ giấc các cái đó, thì em nói cho mọi người nghe thì hiểu rằng cái chuyện này là nó nhỏ nhặt thôi. Đối với mình ở Việt Nam chẳng hạn, là cái chuyện bỏ rác là nhỏ nhặt mà đâu có gì phải suy nghĩ đâu, nhưng ở Nhật á là họ phân loại rác rất là kỹ. Thí dụ như là rác tiêu dùng á thì phải dột ngày nào, giờ mấy giờ đem ra, rồi cái bọc rác á là cái màu gì đó. Cái màu đó là màu gì, trên cái bọc rác nó có ghi cái địa chỉ của cái khu vực đó, không phải địa chỉ nhà mình, một cái khu vực, ví dụ như tổ ấp gì đó, nó có ghi cái địa chỉ trên đó. Mình đem ra mình dột, mà thí dụ như cái loài rác thôi, nó quy định là trong tuần là 7 ngày thì 5 ngày thứ bảy chủ nhật không làm, 5 ngày còn lại đó là mỗi ngày là mỗi loài khác nhau. Rác ăn thì rác sinh hoạt thì có ăn uống thì bỏ cái bọc đó ngày thứ hai, nhưng mà trong đó có chai nhựa như kia em phải mở cái nắp ra, bỏ cái nhãn ra, dột riêng cái nắp trắng, cái chai trắng dột riêng ngày thứ mấy giờ mà dột đúng vậy. Mà nếu mình làm sai á là có người tới nhà mình á họ biết, họ gắn camera ở những cái chỗ bỏ rác anh. Thì là thí dụ những người Nhật thì họ bỏ không sai được, tại vì họ bỏ bao nhiêu lâu rồi. Có người nước ngoài cái là biết thằng này là họ tìm tới nhà ngay và bị chửi. Lần thứ nhất, lần thứ hai là dẫn cảnh sát tới luôn. Cảnh sát tới là có nghĩa là cảnh sát tới phạt tiền. Lần thứ ba là nó phạt tù về nước. Đó là vấn đề rác không? Rác không á. Mà có những người mà giống như tu học, du học sinh qua học xong, hoặc là những cái người mà đi làm dạng như là bất hợp pháp á, không có tiền để dột rác, giống như tivi tủ lạnh này kia dột rác, khó, không có tiền dột rác, trốn về. Nó là chạy trốn, không chạy trốn về nước vì bởi một cái lý do rất là một người là vì rác. Rác không có xử lý hết được cái rác, không có tiền dột rác, không có đủ thời gian để mình chuẩn bị. Ví dụ có những cái rác á, là một tháng chỉ có dột đứng một ngày đó thôi. Mà mình về nước bây giờ mình về có 2-3 tuần nữa mình về, mình tới tháng, tới tuần đó là tới cuối tháng mình mới dột. Thì làm sao mà ấy được, buộc phải bỏ chạy thôi. Là có những cái nghề trốn là như vậy. Nói như vậy thì mình mới thấy một cái điều như vậy là ở nước Nhật đó, cái sự mà nghiêm túc trong cái vấn đề và như là nói một chi tiết nhỏ là chỉ rác thôi, mình mỗi sạch như rác thôi thì nó đã vậy. Ý của mình muốn nói là cái sự mà ý thức cao, cái tự giác cao của người dân Nhật nó đã là như vậy rồi. Thì mình cũng không nên so sánh ở Việt Nam. Việt Nam mình là thuộc cái dạng giống như là mình không kê bai, nhưng mà có điều là ý thức của người dân mình vẫn còn kém lắm so với nước Nhật đó. Cái văn hóa của họ xưa nay giờ vậy rồi. Thì làm sao mình so sánh được với mình, bằng những có những cái họ cũng dở. Chẳng hạn như là của họ giờ này là cái giao tiếp á, giao tiếp với giống như người Việt Nam mình á, là gặp người lạ cái gì á cũng chào hỏi này kia, nó thân thiện lắm. Còn người Nhật không có, họ không có cái chuyện đó. Đi ra đường gặp họ hỏi cái nhiều khi có nhiều đứa con gái á, mình hỏi cái nó biết mình người nước ngoài, nó chạy, nó sợ, nó bỏ nó chạy. Nó có những cái mà mình không biết được những vấn đề đó. Nhiều khi họ sợ, nó thấy họ chạy đó, hay là kỳ thị mình, không biết đó. Nó thằng này ở trên núi xuống thôi, lo đi cho rồi. Nó có kỳ lạ. Có nhiều cái kỳ lạ. Bởi vì đất nước nào cũng kỳ lạ. Nếu người ta không theo dõi, người ta không tìm hiểu thì người ta thấy nước nào cũng lạ. Có thể là Đó, rồi còn cái gì mà em muốn chia sẻ con không? Chào cháu. Em muốn chia sẻ gì, cái gì mà em cũng biết mà thấy em lạ lẫm bên đó không? Mà đối với em hiểu là em biết mà người Việt mình trong nước ít biết thì em có thể em chia sẻ. Thì nhiều lắm, anh nghĩ chắc là nhiều lắm á. Người Việt mình trong nước biết chứ sao biết, bây giờ Facebook tràn lan ai mà không biết. Bây giờ thông tin nhiều mà họ biết hết. Thấy thì họ ít người hiểu biết về nước Nhật. Nước Mỹ thì họ hiểu nhiều bởi vì đa số những thành phần mà chống phá Việt Nam mình thì nó nằm ở bên nước Mỹ. Ít có, nước Nhật cũng có vậy nhưng mà nó không có phát triển, nó không có rôm rã, nó không có cái tiếng nói mà bự ra như ở bên Mỹ thì có rẻ rẻ FA đủ thứ các loại nước ra. Nhật thì nó lại kín đáo hơn chút, đâu cũng có cả, nhưng mà nước mà Nhật thì nó âm thầm hơn. Cái chuyện đó mình không bàn cái chuyện đó, mình với bạn hôm nay mời em là em nói chuyện cho em hiểu cho người dân trong nước hoặc những người biết về cái cuộc sống của mình, người Việt sống ở nước Nhật. Nó gặp một cái trở ngại gì không? Nó gặp một cái trở ngại. Thứ nhất là văn hóa, thứ hai là vấn đề ẩm thực, thứ ba là ngôn ngữ, rồi cái gì đó em cho tôi biết những cái gì vậy đó.
cái ẩm thực của họ khác với Việt Nam mình nhiều á, cái vị của họ cũng khác. Em ở miền khu vực miền Nam Nagoya của Nhật Bản á, cái vị của họ là nó mặn lắm, nó mặn hơn mình và ăn mặn hơn. Ăn mì ramen hoặc là ăn gì đó, nhiều khi mình ăn không nổi cái nước ăn có cái mì không à, nên là Nhưng nhưng mà mà cái món đặc sản của họ là đặc sushi. sản là sushi ngon lắm, cực kỳ ngon, ăn ngon ghê lắm, Đúng rồi. nó tươi nó ấy, nó chế biến chắc cũng kỹ, tại vì chuyên của họ mà có những cái cửa hàng chuyên đó. Rồi, còn gì nữa không? Cá Nhật đẹp không? Cá Nhật đẹp không? Gái Nhật đó hả? Ừ. Gái Nhật thì theo em nghĩ Trung bình hay là trên trung bình hay là thua cá Việt Nam không? sao nhỉ, mỗi người Sao có một vậy? Thì gái, cái thôi tao ghét, tao dân tộc từ chị gái tao cao, em tao cho gì gái Việt Nam mà đẹp nhất, gái Nhật xấu rồi ok, tại vì nó em mắt hí, nó mắt hí nhìn gái Nhật đến nào giống đến nào hết, em à, phân nó biệt mắt hí đó, mắt được. rồi tao cho gái Nhật mình dở rồi ok, thua thay. Rồi còn gì nữa, rồi còn em có tham gia tình hình chính trị, mình không chính trị có nghĩa là mình không có là tham gia chính trị, nhưng mà có điều là em có đọc báo rồi thấy cái chết của cái ông Abe vừa rồi nè, thấy mình nghĩ sao, thấy là thấy nó vô duyên quá, Vô duyên không có cái động cơ, tức là không có à. động cơ gì kỳ cục quá, không có động cơ chính trị, không có động cơ mà đại khái như là thù oán hoặc là ghen ghét cái gì đó, thấy nó lãng xẹt vậy, anh cũng không hiểu tại sao mình xảy ra cái chuyện đó, nó kỳ cục Không biết ở Mỹ sao, nhưng ở Nhật có những cái người á mà họ có suy nghĩ kỳ cục lắm, họ muốn là cuộc sống của họ tự nhiên là phải có một cái gì giống như là đi khi trước khi đi tới kết thúc phải có một cái gì nổi tiếng hay sao đó, họ làm về để có một cái dấu ấn gì đó để kết thúc cuộc đời của họ, có nhiều lắm, nhiều cái suy nghĩ như vậy đó. Xin Như đi vậy, liên quan nên có thể là ông Abe bị suy do cái xui thằng đúng không đó. Suy à vì hiểu dính phải hiểu thằng đó. có nghĩa là ông này khi mà muốn kết thúc cuộc đời hay là muốn có cái gì đó thì muốn gây dấu ấn Dấu cái ấn khác, giống như cái thằng khùng mà nó bắn thằng mà thủ lĩnh của thằng Jordan, em có biết không có thằng lên nói đâu mà giờ không biết làm gì, bắt mẹ nó cái thằng thủ lĩnh đặt ban nhạc bí đồ để mình là nổi tiếng, thế là quái đản vậy đó. Rồi ok, Em chỉ biết vậy thôi, chính trị em cũng không rồi không không cái có. mình người dân mà ok thì hiểu rồi, thì có ai muốn lên giao lưu với anh Trần không? Có cái văn hóa Nhật nó hay là nó còn hiện đại nhưng mà nó cổ kính, Đúng rồi, có cổ cổ kính hay lắm, nó thế những à. cái lễ hội của nó mình xem mà Ê, từ ê, xưa giờ ê, tao nó hỏi cái này, tao hỏi cái này nó hơi vô duyên chút, nhưng mà thực tế tao thấy cái lễ hội của Nhật á, ủa nó giác nguyên cái đó của đàn ông á, nó quá trời quá đất luôn, nó phụ không có nữ lễ phụ nữ thích lắm, phụ nữ tao nhìn nhiều quá lắm, khoái lắm. à, quá vậy ha, đúng rồi Văn hóa họ có những cái với là sumo này, có ai đâu, sumo chỉ có Nhật thôi. đúng rồi, Nhật bữa nay tao ăn cái gì mà nó nó mà mọc nó ghê to, mà người ở bên Nhật họ thấy sumo nó hưởng ngưỡng mộ ghê lắm, họ thấy họ trùng bái, họ mình thấy mình sợ luôn, sợ thấy nó thấy xấu bà quá là xấu xấu ơi là xấu mà vậy đó, họ trùng bái, họ đúng rồi thấy ngưỡng mộ ghê. Vậy cái văn hóa Nhật nó cũng độc đáo ha, thế giới ít có như nó, có những cái mình không hiểu được. không hiểu được ha, quá đáng thiệt tình. Thì thôi cái chuyện đó là cái người mỗi sắc dân, mỗi một quốc gia nó có một cái sắc thái riêng, nó có cái nền văn minh độc đáo riêng, rồi có những cái ẩm thực riêng, cái gì đứng là ai cũng biết cả, kể bất cả Việt Nam cũng vậy, những người nước ngoài ở châu Âu châu Mỹ gì đó quay Việt Nam họ cũng trầm trồ, vẫn được thích ăn ăn vặt này, thích ăn ẩm thực Việt Nam, văn hóa Việt Nam, lễ hội Việt Nam, họ vậy. Đối với họ họ cũng ngạc nhiên, đối với mình cũng vậy, thì mình cũng ngạc nhiên vậy. Thì bữa nay có sẵn em về giới thiệu em, nói sơ sơ về đôi điều về vấn đề quay nước Nhật, mà đôi chút mình mới kể cái rác không là mấy người lại gặp teo rồi ghê không, rồi mình đi trốn thì Việt Nam chẳng qua là vì cái chỗ mà rác không ấn là đó là rác thường thôi nha, còn rác mà rác kêu rác điện tử mà rác coi như rác ấy còn ghê nữa Cái rác đó là mình phải chở tới những cái khu vực mà họ đó thu 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 chứ không mua phải là ai cũng tới lấy cho mình được, mình phải lấy xách xe tải tới chở tới đó trả tiền. à bỏ rác trả rác phải có đi ăn cơm trong nhà đợi, đi ăn cơm trong đợi kêu là người ta đợi mà Thôi rồi rồi được rồi. rồi bây giờ thì tới giờ ăn cơm ok, thì xin lỗi mọi người nha, đang vui mà tự nhiên mấy bạn này phải quậy quá ok thưa bài rồi hẹn có chút xíu nữa rồi có gì lại lại ha, chào mọi người. Chào mọi người nha.